Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang đơn vị vận chuyển USPS để có thể ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon. Phía trên đây chúng ta sẽ có là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến cho website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mọi sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mọi sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Ở bên trong mình có đặt mua chung vài mẫu Calvin Klein, tuy nhiên nó đã được rất là nhiều khách hàng đặt mua. Bây giờ mình sẽ còn lại một mẫu cuối cùng thì sẽ review cho các bạn luôn nha. Phía trong các bạn thấy là họ đóng gói tương đối đơn giản thôi, bằng các lớp giấy dầu nè, đệm gói ha. Và chúng ta sẽ có hóa đơn từ Choma rất rõ ràng đây. Hàng hóa đơn từ Choma đó. Nguồn gốc rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Đây chính là chiếc box chính của chúng ta đó, của Calvin Klein, với cái tông màu trắng chủ đạo và tên thương hiệu màu đen. Và để đảm bảo sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo vào tay vào, tránh trường hợp là mồ hôi tay nó bám lên trên bề mặt box cũng như là bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ nhé. Bên ngoài chiếc box chính chúng ta sẽ có phần giấy lớp bên ngoài nào bảo vệ chiếc box chính bên trong, và thiết kế bên trong cũng y chang như lớp giấy bên ngoài thôi, không khác gì cả. Chúng ta sẽ có tên thương hiệu cùng với dòng chữ Sweetmate khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Calvin Klein. Bên hông mình cũng không thấy là họ cung cấp nha những cái tem về sản phẩm, về thông tin sản phẩm bên trong ha. Bây giờ mình đi thẳng vào trong luôn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ Calvin Klein dành cho nữ ha, rất là xinh xắn luôn. Phía dưới chúng ta sẽ có phụ kiện đi kèm là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Calvin Klein, tương đối là nhỏ gọn, khá là dày và rất là nhiều ngôn ngữ bên trong. Bây giờ mình sẽ lấy nhân vật chính của chúng ta ra nhé. Một chiếc gối rất là lớn nè, rất là mềm luôn. Và mẫu Calvin Klein ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Calvin Klein Quavi hoặc Lady Watch, với mã sản phẩm là K9U23646. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Ở phía sau tag của chúng ta sẽ có tên thương hiệu cùng với dòng chữ Sweetmate mà thôi, cực kỳ đơn giản. Và sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn mới 100% nguyên siêu, như các bạn thấy là siêu mặt ha, siêu đáy nè đó, cũng như là cái siêu dây của chúng ta được bọc rất là cẩn thận luôn, tất cả các chi tiết còn rất là hoàn hảo. Thì đầu tiên mình xin phép mình mở lớp siêu mặt ra nhé, cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Và nói về đầu tiên là về sản phẩm thì chúng ta sẽ nói về tên sản phẩm nè, là Calvin Klein Quavi ha. Đây là một cái chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Quavi của Calvin Klein. Đường kính của mẫu này sẽ là 32mm với độ dày là 7mm mà thôi, tương đối mỏng dành cho nữ, rất là dễ đeo. Mặt kính của chúng ta sẽ được làm bằng kính khoáng và đây là kính khoáng cong nha các bạn. Các bạn có thể thấy nè, phần cong của mặt kính khoáng nè. Kính khoáng thì có thể dễ dàng chế tác ở những hình dạng khác nhau, còn kính sapphire thì rất là cứng, cho nên chế tác ở hình dạng cong như kính khoáng như thế này sẽ rất là khó và nó chỉ xuất hiện trên một số mẫu đồng hồ nhất định mà thôi. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt kính khoáng cong rất là thời trang và nó mang lại cái độ hiển thị rất là tốt nè, cũng như cái độ nổi khối cho mặt số của chúng ta. Kính khoáng nó còn mang lại khả năng chống va đập tốt nè, hạn chế được trầy xước và cũng như dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Mình nói ở đây là trầy nhẹ thôi, chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng nha. Nếu những cái vết trầy nó nặng hơn, sâu hơn một chút xíu mà chúng ta cố tình đánh bóng, nó sẽ tạo nên một cái vết lõm ở trên phần mặt kính, rất là mất thẩm mỹ luôn, các bạn lưu ý điều này nhé. Và bên trong chúng ta sẽ có một mặt số với tông màu silver, tức là tông màu bạc nè, với cái họa tiết GUC rất là bắt mắt và cao cấp luôn. Nói về họa tiết này, chúng ta sẽ thấy đây là họa tiết chính xác hơn, tên chính xác cho họa tiết này đó là họa tiết sunburst nha các bạn. Đó là vô số đường thẳng nó tỏa ra từ trung tâm, mang lại các hiệu ứng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay, như các bạn có thể thấy nè, ở mọi góc nhìn luôn. Và ở Việt Nam chúng ta thường gọi đây là họa tiết trải tia, tuy nhiên mình vẫn thích gọi theo cái tên trong ngành chế tác đồng hồ là cho họa tiết này là họa tiết sunburst nha. Còn tên gọi chung của tất cả các họa tiết rất là nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế này, có trên mặt số cũng như trong các bộ phận của đồng hồ, sẽ có gọi tên gọi chung là họa tiết GUC đó, các bạn lưu ý điều này ha. Đây là những cái thuật ngữ trong ngành chế tác đồng hồ. Và đâu đó trên cái sản phẩm này các bạn có thể thấy được đây chính là một cái phong cách thiết kế của Calvin Klein rất là nổi bật, đó là đơn giản tối đa
độc đáo tối đa, đó là tôn chỉ của thương hiệu. Các bạn có thấy nè, cái phần mặt số chúng ta sẽ được tối giản hoàn toàn, sẽ không có trang bị cọc số nè ấy ha các bạn ha. Chúng ta sẽ có bộ kim thôi, bộ hai kim chức năng là giờ và phút mà thôi, rất là đơn giản, cực kỳ tối giản luôn. Và chúng ta sẽ có tên thương hiệu nằm ở góc 12 giờ, đây góc đẹp nhất của mọi đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade nha các bạn, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Calvin Klein. Và để gắn được cái dòng chữ Swissmade này, các bạn cần phải đảm bảo chiếc đồng hồ chúng ta có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp cũng như là kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nha. Đó, điều đó cho thấy được cái độ tin cậy đến từ thương hiệu Calvin Klein được đánh giá rất là cao. Và phần khung vỏ cũng như dây đeo của chúng ta sẽ được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L và được mạ PVD màu vàng hồng, cực kỳ sang trọng luôn. Đây là loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển và cái chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính. Tuy nhiên thì đây là một mẫu sử dụng pin cho nên là cái điều này cũng không quá quan trọng. Cái khả năng mà kháng được từ tính nó chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí thôi nha các bạn. Về bộ máy bên trong thì chúng ta sẽ được trang bị cổ máy pin ITA 901.001 cho độ chính xác khá là cao. Máy pin thì luôn được đánh giá cao về độ chính xác vì nó hoạt động thường xuyên liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà thôi, không cần phải tinh chỉnh thời gian thường xuyên như là các mẫu đồng hồ cơ khí. Các bạn có thể yên tâm về cái độ chính xác trên các mẫu máy pin nhé. Kháng nước trên mẫu này sẽ là 30m, một cái khả năng kháng nước tương đối là đủ để cho các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc rửa tay. Tuy nhiên trong trường hợp tiếp xúc với nước mình cũng đã nhắc rất là nhiều lần, lát nữa mình sẽ nhắc lại một lần nữa ha. Còn bây giờ mình sẽ đi đến những cái thiết kế từ khung vỏ tới dây đeo. Đầu tiên là về phần khung vỏ, các bạn có thể thấy là chế tác tránh bóng là sử dụng trên phần khung vỏ này, trên toàn bộ phần khung vỏ luôn nha các bạn. Cái chế tác tránh bóng nó mang lại cái nét sang trọng và quý phái hơn cho một cái khung vỏ màu vàng hồng như thế này. Cùng với đó là các hiệu ứng bắt sáng rất đẹp, thu hút được rất nhiều ánh nhìn xung quanh trên mọi đồng hồ của chúng ta. Đây là điều mà chị em phụ nữ sẽ rất là yêu thích. Và chiếc nấm vặn của chúng ta được thiết kế cũng tương đối là khiêm tốn trên phần mặt số 32mm như thế này. Rất là nhỏ gọn thôi, và trên nấm mà chúng ta vẫn sẽ thấy là cái phần logo CK nè, rất là sắc nét ha. Được viết tắt tên thương hiệu đó các bạn. Và chúng ta có thể thấy là cái độ nhận dạng thương hiệu nó cũng sẽ được đặt lên rất là cao ở mọi góc nhìn dành cho mọi đồng hồ của chúng ta. Và một cái thiết kế không thể bỏ qua ở đây đó chính là cái phần dây đeo của mẫu sản phẩm này. Đây là một thiết kế dây đeo kim loại ấn tượng, có dạng là dây đeo lắc nha các bạn. Mục đích chính của những cái thiết kế này là biến những chiếc đồng hồ trở thành một cái món đồ trang sức tinh tế và bắt mắt hơn cho chị em phụ nữ. Phần dây lắc thì được đầu tư kỹ lưỡng về mặt thiết kế là để có thể làm tôn lên cái sự dịu dàng mảnh mai trên cổ tay của phái đẹp. Ở nhờ những chiếc dây lắc mà đồng hồ trở thành một phụ kiện đắc lực khi kết hợp cùng với những cái bộ cánh thước tha cũng như là bộ đồ công sở thanh lịch. Đây chính là cái ưu điểm rất là lớn của cái dạng dây đeo lắc này. Đây, các bạn có thể thấy là các mắt được thiết kế rất là tỉ mỉ ha, nó mang lại cái nét sang trọng quý phái hơn rất là nhiều dành cho chị em phụ nữ chúng ta. Khóa để sử dụng cho mẫu này sẽ là một cái khóa gài đặc biệt dành cho các mẫu dây lắc như thế này. Và tất nhiên tất cả đều còn mới nguyên siêu 100%, chúng ta sẽ có lớp siêu trong và lớp ni lông bảo vệ bên ngoài luôn nha các bạn, rất là kỹ lưỡng. Và về thiết kế mặt đáy, các bạn có thể thấy đây, một thiết kế đáy kín rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin giống như thế này, cùng với đó là những cái thông tin như là tên thương hiệu nè, rồi dòng chữ Swissmade, mã sản phẩm, oxy để tiêu, rất là vật liệu hoàn thiện thép không gỉ ha, khả năng kháng nước là 33 tức là 30m. Rồi nói về khả năng kháng nước, các bạn cần lưu ý cho mình vài thông tin như sau. Thứ nhất là khi các bạn đã tiếp xúc với nước, chiếc đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước, các bạn tuyệt đối không sử dụng nấm chỉnh nè. Và đối với các mẫu sử dụng pin thì mình nghĩ cũng không có quá nhiều lần chúng ta sử dụng tới cái nấm chỉnh này đâu, cho nên các bạn lưu ý nha. Đã tiếp xúc với nước tuyệt đối không sử dụng nấm vặn nè. Thứ hai là khi rửa tay, các bạn tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nó xối thẳng vào trong cái phần nấm vặn của chúng ta. Áp suất nước lúc đó sẽ rất là lớn hơn cái miếng ron cao su chịu được bên trong, và nước vẫn có thể xâm nhập vào bên trong bộ máy của chúng ta gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho cái trường hợp vào nước nó cũng khá là cao, nên các bạn có thể chú ý điều này để có thể tiết kiệm được chi phí cũng như là đảm bảo được sự bền bỉ và cái vẻ đẹp thẩm mỹ dành cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Và qua các góc quay, các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ ha, mặt kính nè, cũng như các chi tiết còn được bảo siêu rất là hoàn hảo luôn. Và các bạn có thể thấy là với một cái kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang kết hợp cùng với bề dày kinh nghiệm của tập đoàn đồng hồ Esquad Group danh giá, thì Calvin Klein đã được hỗ trợ một cái dây chuyền sản xuất rất là hiện đại. Chính vì thế mà chất lượng của những chiếc đồng hồ CK vốn luôn đánh giá rất là cao. Và chiếc đồng hồ này sở hữu một cái phong cách thời thượng với sự kết hợp giữa vỏ máy cùng dây đeo dạng lắc rất là ấn tượng, khoác lên mình vẻ thời trang đầy sang trọng, quý phái. Giá thành cho mẫu này thì cực kỳ hợp lý, phù hợp với rất là nhiều phân khúc khách hàng. Các bạn có thể dễ dàng sở hữu chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nhé.
Và đó cũng là một số cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ Calvin Klein ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của xship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Calvin Klein nói chung, cũng như là mẫu Calvin Klein Quavi ngày hôm nay nói riêng. Tại xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng và sẽ luôn luôn có những cái sản phẩm mới nè, cũng như là các sản phẩm chất lượng đến từ rất là nhiều thương hiệu với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau. Các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một mẫu sản phẩm phù hợp trên cổ tay của mình. Và đặc biệt thì các sản phẩm tại xship.vn sẽ luôn có một mức giá thành cạnh tranh so với thị trường, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Và đó cũng là một số góc quay thực tế dành cho các bạn về một sản phẩm Calvin Klein ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.